Chào các bạn thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ nói về việc những cái nốt mụn mà những cái nốt mụn nổi trên mặt của chúng ta, mà nếu cái nốt mụn ngay vị trí vùng cằm á thì là có 3 nguyên nhân chính dẫn đến, như là hàng ngày việc làm sạch da mặt vừa qua của chúng ta đó, của các bạn đã chưa đủ hoặc là không có đúng cách rồi. Mọi người thấy vậy chứ, khi chúng ta rửa mặt thì thường hay lo rửa mặt cái vùng trán, dùng mũi, dùng hai bên má thì mình kỳ cọ rất là kỹ, rồi đến tẩy tế bào chết cũng vậy nữa, chúng ta làm sạch sẽ rất là kỹ những cái vùng da nêu trên, nhưng thường thì lại bỏ sót cái vị trí vùng da dưới cằm, vì cằm nó nằm ở giữa và ở phía dưới cùng của cái gương mặt nên rất dễ bỏ quên, và cái vùng cằm lại là cái vùng da sẽ bị hứng chịu hoàn toàn bao nhiêu là bụi bẩm dầu nhờn mà chúng ta rửa mặt á, chúng ta xoa, chúng ta massage cho những cái vùng da phía trên á, thì chất bẩn cứ chảy thẳng xuống cái vùng cằm, mà chúng ta lại rửa vùng da cằm á, nó quá qua lo sơ sài. Và những người á thường xuyên trang điểm cũng hay bỏ sót mà không có tẩy trang kỹ cho cái vùng cằm này nữa. Nguyên nhân tiếp theo nữa là do cái tuyến dầu ở cái vùng da này á, nó phát triển và cái sự rối loạn nội tiết bên trong của cơ thể á, ví dụ như là chẳng hạn như là cái việc mà hành kinh của phụ nữ cũng dễ dẫn đến cái việc nổi mụn ở cái vùng cằm, nổi mụn ngay cái vị trí vùng cằm đó. Mà cằm á là một cái vùng da có cái tuyến bã nhờn nó phát triển rất là mạnh, nang lông và cái ống dầu lại rất là to, vị trí tích tụ dầu ở cái nang lông cũng sâu dưới da hơn những cái vùng da khác nữa. Nên tôi nói điểm này, ai mà để ý thì sẽ thấy liền, mỗi khi mà mình có nổi mụn ở vùng cằm á, là nốt mụn nào á, nốt mụn ấy á, nó sẽ rất là to, có muốn che khuyết điểm cho chúng, che khuyết điểm cho mụn á, cũng rất là khó khăn. Ngoài ra thì mụn ở vùng da cằm còn đau nhức, sưng đỏ, ngứa ngáy, máu mủ rất là nhiều. Rồi sau khi hết mụn á, thì cái nốt sẹo á, đó nó lại thâm đen trong cả vài tháng sau nó mới dần khỏi được đó các bạn. Một số trường hợp còn để lại sẹo xấu nữa vì cái mụn nó quá to. Còn nếu khi mà chúng ta nổi mụn mà nổi ở vùng mũi và vùng trán thường xuyên á, là nó khác nữa đó nghe các bạn, là do có cái liên quan đến xì chét căng thẳng đó các bạn. Nên cách tốt nhất á, là mình nên chăm sóc cho da kỹ từ ban đầu, đừng để cho nó dơ, nó có cái cơ hội hình thành mụn, mà nhất là cái vị trí ở cằm. Nhưng nếu mụn đã có nổi lên rồi á, thì chúng ta nên chữa trị với những cái cách như sau. Thứ nhất là sử dụng kem huyết thanh điều trị mụn, tốt nhất là nên dùng các loại mà có chiết xuất từ BHA. Loại này có thể làm tan bã nhờn từ ngay trên bề mặt của da, sau đó đi sâu và phân hủy liên kết của các tế bào da. Cơ chế như vậy thì sẽ giúp loại bỏ được sự tắc nghẽn trên da bị mụn, giúp tiêu diệt vi khuẩn mụn, giảm tình trạng sưng viêm, giúp làm lành nhanh các nốt mụn, rồi sẽ hạn chế được sẹo mụn. Cần bôi thoa liên tục từ 3 đến 4 lần trong ngày nha các bạn. Thứ hai là nên kết hợp với viên uống điều trị mụn để cái còi mụn nó nhanh chín, nhanh khô, nhanh lành hơn, sẽ hạn chế tối đa được sẹo mụn, sẹo thâm, để da mau khỏe và da có nhiều sức đề kháng tốt hơn. Thứ ba là lấy nhân mụn, như tôi đã nói khi nãy đó, những cái nốt mụn ở vị trí cằm hầu như sẽ bị chai cứng, mọi người chạm vào bóp nhẹ, lưu ý là bóp nhẹ thôi nha, thì sẽ thấy có cái cảm giác cưng cứng, nhìn vào thì rất khó hoặc là không thể xác định được miệng của cái nốt mụn đó. Nốt mụn này là nằm rất là sâu bên dưới da của chúng ta. Chúng ta phải chấp nhận và sẽ mất khá nhiều thời gian để điều trị nó, và cũng khó để mà lấy sạch được cái lượng mủ và máu trong một lần, mà cần phải xử lý cái nốt mụn đến 2-3 lần, hay có khi là phải 4 đợt xử lý thì mới sạch được mụn đó. Nên tôi khuyên các bạn hãy nên đến nơi có chuyên môn cho kỹ thuật viên họ lấy nhân mụn cho các bạn theo đúng chuẩn y khoa, rồi họ còn có cái sản phẩm đặc trị thoa lên mụn cho mình nữa. Chứ còn nếu chúng ta tự nặng mụn tại nhà thì sao mà bằng được các bạn, chắc chắn sẽ không được sạch đâu, rất là dơ, rất là sợ bị nhiễm trùng nữa, khi mà vệ sinh chưa có đảm bảo được, mà để mụn càng kéo dài hoặc là nặng mụn sớm quá đó thì cũng sẽ gây nên sẹo xấu, sẹo gỗ nữa. Ở nhà tự nặng mụn cũng không có sản phẩm điều trị để mà mình thoa, nên có khi còn làm cho cái nốt mụn đó nó sưng to, đau viêm hơn, nhức hơn, nghiêm trọng hơn nữa đó các bạn. Đó là những lưu ý cho những bạn nào hay bị nổi mụn, nhất là mụn ở vùng cằm nói riêng và những vùng da khác, thì hãy quan tâm nhiều hơn, chú ý nhiều hơn về vệ sinh cho vùng da cằm và những vùng da khác hay sinh ra mụn.
hãy ngừa mụn ngay từ đầu đi nha các bạn. Trước khi bị nổi mụn rồi thì phải chịu đau, chịu xấu một thời gian cũng dài đó các bạn. Phải chịu từ khi mà sự xuất hiện của mụn, và sau khi mụn lành thì kế tiếp lại phải chịu xấu do thâm mụn nữa, thêm một thời gian nữa. Nên mỗi tối các bạn không được bỏ qua các bước tẩy trang, làm sạch da, rửa mặt ngày 2-3 lần với sữa rửa mặt dành cho da mụn. Tuần thì cần phải tẩy da chết 2-3 lần để có được cái làn da khỏe mạnh, không có mụn nha các bạn. Mến chào các bạn. Nếu bạn còn điều gì thắc mắc về tình trạng da hoặc bệnh lý của bạn gặp phải vấn đề nặng hay nghiêm trọng hơn thì cứ hãy liên hệ với chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại bạn.